Xin chào mọi người, hôm nay Hoàng xin giới thiệu đến mọi người cách làm jam dâu nha. Đây là dâu Hoàng đã cắt ra và trộn với đường. Bây giờ sẽ bắt lên bếp nấu đến khi nào mà dâu nó tan ra thì chúng ta sẽ bỏ chất cái chín vào gelatin để cho nó đông khi mà nó nguội. Xin chào mọi người, đây nhìn đây là cái hũ dâu mà Hoàng ăn xong rồi rửa sạch á, để dành và khi mà Hằng đã làm mứt dâu xong rồi là bỏ vô trong cái hũ này nè, nhìn giống như là dâu mới, nhìn như là cái hũ mới mình mới mua ở shop về, nhưng mà thật sự là có nhiều thịt dâu lắm á, chứ không có giống như là ở shop nha. Này nhiều thịt dâu lắm luôn nè, cho mọi người xem nè. Cái này là Hằng làm nhà đó. Bây giờ nướng bánh mì chét lên thử thứ coi nó. Đây là miếng bánh mì mới nướng xong, chép lên ăn thôi, có giống mà ở shop người ta bán không nè. Chép miếng bơ lên trước nha. Đây cũng giống quá ta, lần đầu tiên làm luôn á, không có học cách của ai luôn, chỉ là nghĩ là người ta nấu dâu với đường với lại bỏ gelatin vô là nó sẽ thành cái mứt dâu giống như vậy nè. Các bạn nhìn dần nhìn dần là rất là ngon luôn, ăn thử à. Wow, nó không có quá ngọt, rất là ngon. Một cái chảo mà Hằng trên lúc ban đầu cho clip á thì ra được hai hũ như vậy nha cả nhà. Thường nhà Hằng ăn dâu dâu chen này xong á, không có bỏ cái hũ này đi mà rửa sạch để làm cái ly uống nước cũng được, hoặc là có cái gì đó mình cần cái keo mình bỏ vô á thì mình bỏ vô. Mà bây giờ ta-da! Nhìn giống dâu mua ở ngoài shop không nè. Nhìn gần nè, mấy bạn thấy không? Mấy cái gân này là cái thịt dâu đó. Thịt dâu rất là nhiều. Còn ở shop mình mua là mình thấy rất là ít. Kiểu là người ta nấu dâu với lại nước nhiều quá, xong người ta bỏ cái chất chất dính vô á. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Nhớ like, share và subscribe giùm Hằng nha. Thank you. Bye bye.